Xin chào các bạn, lại là mình đây. Ở video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần 1 chế độ ăn kiêng đang rất phổ biến hiện nay, đó là chế độ nhịn ăn gián đoạn. Nhịn ăn gián đoạn là một chế độ ăn chuyển qua lại giữa các khoảng thời gian nhịn ăn và ăn không hạn chế. Phương pháp này thúc đẩy thay đổi thành phần cơ thể, bao gồm mỡ, xương, cơ và nước trong cơ thể con người thông qua giảm mỡ và cân nặng. Nguồn gốc của phương pháp này bắt nguồn từ việc nhịn ăn truyền thống, một nghi thức phổ biến được áp dụng vì lợi ích sức khỏe tâm linh được mô tả bởi Socrates, Plato và các nhóm tôn giáo khác. Chế độ nhịn ăn gián đoạn xoay vòng giữa mức calo thấp trong thời gian ngắn, theo sau đó là việc ăn uống bình thường. Điều này có thể ngăn cản sự thích nghi với tình trạng thiếu calo. Các phương pháp nhịn ăn gián đoạn phổ biến bao gồm: phương pháp thứ nhất là nhịn cách ngày, phương pháp thứ hai là nhịn nhiều ngày với tần suất cụ thể mỗi tuần và phương pháp thứ ba là nhịn trong một khung thời gian cố định. Nhịn cách ngày là chuyển đổi qua lại giữa ngày ăn không hạn chế và ngày chỉ ăn một bữa với khoảng 25% lượng calo cần thiết. Ví dụ như chỉ ăn một bữa cho thứ hai, thứ sáu, trong khi các ngày còn lại ăn không hạn chế. Nhịn nhiều ngày là nhịn hoàn toàn trong 1 đến 2 ngày mỗi tuần, hoặc nạp chỉ tới 25% lượng calo cần thiết và không hạn chế ăn vào các ngày còn lại. Ví dụ điển hình là phương pháp 5-2. Và phương pháp cuối cùng là ăn giới hạn thời gian, theo sau một kế hoạch ăn uống mỗi ngày là một khung giờ nhịn ăn định sẵn. Ví dụ, dùng bữa bình thường từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều và nhịn ăn các giờ còn lại của ngày. Và sau đây là các lợi ích của chế độ nhịn ăn gián đoạn. Nhịn ăn gián đoạn sẽ giúp bạn giảm cân mà không cần phải ăn kiêng nghiêm ngặt theo chế độ ăn hạn chế calo. Nhịn ăn gián đoạn sẽ giúp bạn giảm cân được trong thời gian dài nếu như bạn tuân thủ đủ các nguyên tắc của việc nhịn ăn gián đoạn. Nhiều nghiên cứu về hiệu quả của việc nhịn ăn gián đoạn, sau đó ăn hạn chế calo, giàu protein với chế độ ăn truyền thống tốt cho bệnh tim mạch. Chế độ nhịn ăn gián đoạn còn giúp những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường bằng cách giảm lượng hormone insulin tiết ra ít thường xuyên hơn. Nhịn ăn gián đoạn cũng giúp duy trì đồng hồ sinh học và chống lại các bệnh về chuyển hóa. Khả năng nhạy với insulin sẽ tăng lên vào ban ngày và giảm đi vào ban đêm. Hệ tiêu hóa cũng vậy. Do vậy, việc ăn vào buổi tối là đang đi ngược lại hoạt động của đồng hồ sinh học ở người bình thường. Nhịn ăn gián đoạn còn giúp chống lại các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, bạn cần ý thức một điều rằng nhịn ăn gián đoạn không có nghĩa là không ăn gì mà chỉ ăn ít đi. Tuy vậy thì chế độ nhịn ăn gián đoạn chỉ phù hợp với một số người. Nhịn ăn gián đoạn cũng có thể sẽ có ích với những người có các vấn đề về tiêu hóa, ví dụ nếu bạn thường bị khó tiêu vào buổi chiều tối, hãy ăn sớm hơn và nhịn ăn qua đêm. Và điều cuối cùng là nhịn ăn gián đoạn không dành cho tất cả mọi người. Một điểm quan trọng khác đó là nhịn ăn gián đoạn có thể sẽ khó khăn với những người thường xuyên phải tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động có tiệc tùng. Và ở phần 2, mình sẽ gửi đến các bạn các cách nhịn ăn gián đoạn phổ biến nhất hiện nay nhé. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.